Kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị đã xem tiếp video này anh chị ha. Và đây chính là video clip về hướng dẫn hiệu chuẩn lại cân điện tử Canet KVKPB, và nôm na gọi là chuẩn lại cân cho đúng. Nếu như mà anh chị đang sử dụng một cái cân điện tử mã là Canet KVKPB, cho dù đó là cân điện tử cân bàn từ 60kg cho tới 500kg, hay là anh chị đang sử dụng cân điện tử cân sàn từ 1 tấn cho đến 5 tấn, 10 tấn, hoặc là anh chị có đang sử dụng cân điện tử cân sinh nâng KVKPB, hoặc là anh chị có đang sử dụng cái cân bò điện tử Canet KVKPB, hay là kể cả cái cân điện tử cân heo Canet KVKPB mà phát hiện cái cân của mình nó đang bị lệch số, thì anh chị cũng có thể tham khảo video lúc này để chuẩn lại cân của mình cho đúng anh chị nha. Ví dụ ở đây cân điện tử Gia Phát có 3 cái cân, và cái kiện hàng này đang cân thứ nhất là 13kg, và chúng ta sẽ đặt qua cái cân thứ hai để kiểm chứng có phải là 13kg hay không. Cũng là 13kg và chúng ta đặt lên cái cân thứ ba. Ví dụ ở đây cân chỉ hiện là 12,7 kg thôi. Như vậy chúng ta phát hiện là cái cân này nó đang lệch số với hai cân còn lại. Nếu như mà chỉ có hai cái cân thôi thì không biết cái cân nào đúng cân nào sai, nhưng mà tuy nhiên ở đây là có tới 3 cái thì mình cảm thấy là cái cân này nó đang khác số với hai cái còn lại, thì mình đang có thể mình nghi ngờ cái cân này nó không đúng, đúng không? Rồi thì chúng ta, công việc chúng ta bây giờ là chuẩn lại cái cân điện tử này cho đúng với người ta. Rồi thì chuẩn là bằng cách như thế nào? Thì chúng ta sẽ dùng quả cân chuẩn ha. Ví dụ ở đây thì chúng ta có quả cân chuẩn là 10kg, nhưng mà đặt lên cân nó chỉ có 9,8kg thôi, và công việc của mình sẽ reset cái cân này cho đúng lại 10kg. Rồi có quá trình reset hay có quá trình hiệu chuẩn nó như thế nào thì chúng ta cùng thực hiện nè. Tắt cân rồi sau đó khởi động. Trong quá trình mà cân khởi động thì chúng ta bấm te 3 lần. 1 2 3. Thì rồi chờ chúng ta khởi động. Rồi sau đó chúng ta bấm phím mode để lên mã 04. Rồi, sau đó chúng ta bấm phím print để xác nhận. Rồi, chúng ta lại đặt cái quả cái trọng lượng mẫu. Ở đây thì cân điện tử Gia Phát đang có quả cân chuẩn, và chúng ta chỉ việc là đặt cái quả cân chuẩn lên để reset cân thôi. Tuy nhiên ở trong hoàn điều kiện của anh chị thì anh chị không có quả cân chuẩn. Ví dụ như vậy, anh chị chỉ có nhiều cái cân điện tử giống nhau và chúng ta phát hiện là chỉ có một cái cân này nó đang bị lệch số, thì lúc đó chúng ta sẽ cân một cái kiện hàng lớn từ cái cân điện tử này hoặc là cân điện kiện này ha. Sau đó lấy cái trọng lượng mẫu đó đặt lên cái cân, như tương tự như là cân điện tử Gia Phát đã đặt cái quả cân 10kg như vậy đó. Rồi sau khi đặt xong thì chúng ta sẽ bấm phím print. Rồi, và chúng ta nhập lại cái trọng lượng đúng. Ví dụ ở đây, cái quả cân chuẩn đó là 10kg, thì chúng ta chỉ việc là nhập lại thành 10kg và chúng ta bấm print. Vậy là xong. Cái thao tác để hiệu chuẩn lại cân nó đơn giản như vậy đó anh chị. Và sau khi mà hiệu chuẩn lại xong thì chúng ta sẽ kiểm tra gốc. Và chúng ta đặt quả cân chuẩn ở góc thứ nhất cũng 10kg. Ở góc thứ hai cũng 10kg. Góc thứ ba cũng 10kg, và góc thứ tư cũng 10kg luôn. Như vậy là chúng ta đã tạm tin rằng là chúng ta đã hiệu chuẩn là cái cân này đúng rồi đó. Và sau đó chúng ta sẽ thử lại cũng là cái trọng lượng đó, và chúng ta thử lại hai cái cân điện còn lại. Nếu như mà tất cả các cân ở đây nó hiển thị một trọng lượng giống nhau thì chúng ta hoàn toàn yên tâm rằng là cái quá trình hiệu chuẩn vừa rồi nó hiệu quả đã chính xác lại rồi. Như vậy là xem xong video lúc này, anh chị cảm thấy cái quá trình hiệu chuẩn lại cân điện tử Canet KVKPB thì nó cực kỳ đơn giản như vậy đó anh chị ha. Và xem xong video lúc này mà anh chị cảm thấy anh chị đang cần một cái quả cân chuẩn, cần nhiều hoặc là nhiều cái quả cân chuẩn giống này để hiệu chuẩn lại nhiều cái cân điện tử trong cái chỗ mình kinh doanh, thì anh chị cũng thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì cân điện tử Gia Phát cũng sẽ cung cấp cho anh chị những quả cân chuẩn tương tự như thế này anh chị ha. Hoặc là xem xong video lúc này mà anh chị cảm thấy cần hộ kỹ thuật viên bên cân điện tử Gia Phát hỗ trợ trực tiếp bằng cách là gọi video call với nhau để hỗ trợ hướng dẫn hoặc là chuẩn lại cân, thì anh chị cũng có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình đi, đó là 0909 899 833, thì kênh điện tử Gia Phát cũng sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã xem hết video lúc này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.